Bạn hổ đang ăn ngấu nghiến quả táo. Ăn xong quả táo cả người biến thành màu xanh rồi. Ai đó? Ai ngồi cửa đó sao? Có ai đấy? Không có ai hết. Sao bạn đi coi thử có ai không? Có bóng mà. Cái gì đây? Có món đồ gì đây? Của ai đây? Của sao? Coi thử. Ôm vô, ôm chờ con. Đi nhà thôi. Đi. Ai mở? Sao mở nha. Rồi sao kéo ra. Đi nhà ba cái này. Qua đây đi. Bây giờ bắt đầu khui ra, coi thử cái gì trong đây. Món quà bí mật hả? Món quà bí mật đâu vậy? Ai cửa vậy? Rồi, để ba kéo ra. Giữ cho ba đi, giữ cái hộp cho ba dưới đi. Biến thành một con khủng long hơi cho các bạn xem nha. Cầm cái quạt luôn. Khui món quà thứ hai. Cắt lên. Chui đây hả? Rồi bây giờ khui món quà thứ hai với ba. Sang ra khui không? Sang đứng lên khui với ba đi. Được, ok. Rồi, đi ra. Nói cái này coi. Cái gì đây? Đây là một bộ đồ người ngoài hành tinh. Đi bắt đi. Thank you.
Người ngoài hành tinh đã bị Sam thu phục rồi. Người ngoài hành tinh không có mắt ba nữa. Người ngoài hành tinh đã bị Sam thu phục được rồi. Người hành tinh đã bị Sam thu phục rồi. Không có mắt ba nữa đâu. Người hành tinh ôm ba thôi. La 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 la. Tiếp tục thôi. Wow, cái gì đây? Đây là một bộ đồ Spider-Man. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, nhớ like và đăng ký ủng hộ kênh.